Xin thân ái mến chào quý thính giả đã đến với chương trình tin tức cuối ngày hôm nay của Hồng Việt TV với Trương Minh và Julie. Và sau đây Julie sẽ mở đầu phần tin Hoa Kỳ. Trước hết là tin cựu Tổng thống Trump được đưa vào nhà tù ở Georgia vì các tội liên quan đến bầu cử. Ông Trump được đưa vào một nhà tù ở Atlanta hôm thứ Năm vì hơn 12 tội đại hình, trong vụ hình sự bắt nguồn từ những nỗ lực của cựu Tổng thống để đảo ngược thất bại bầu cử 2020 của ông ở Georgia. Theo hồ sơ tòa án quận hạt Fulton, ông Trump là tù nhân số PO1135809. Ông ở trong nhà tù khoảng 20 phút, nơi nhà chức trách chụp hình ông. Đây là lần đầu tiên ông Trump bị chụp hình khi bắt. Ông không phải chụp hình trong 3 vụ hình sự khác. Trước khi lên phi cơ riêng tại phi trường Hartsfield Jackson ở Atlanta, sau khi được đưa vào tù, ông Trump nhắc lại cuộc truy tố này là mang hành động chính trị. Ông nói rằng những gì diễn ra ở đây là trá hình công lý. Ông không làm gì sai, mọi người đều biết rõ. Ông Trump 77 tuổi là cựu Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đối diện tội danh hình sự, ngay cả khi ông vận động tái tranh cử vào tòa Bạch Ốc trong năm tới. Tuy nhiên, 4 vụ hình sự nhắm vào ông lại củng cố vị thế của ông giữa các cử tri Cộng Hòa. Trong các cuộc khảo sát, ông dẫn đầu trong cuộc chạy đua để trở thành đề cử viên của đảng Cộng Hòa cạnh tranh với Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024. Hàng chục người ủng hộ tập trung khi ông Trump đến nhà tù. Trong số những người ủng hộ Trump tập trung bên ngoài là dân biểu Marjorie Taylor Greene, một trong những đồng minh trung thành nhất của cựu Tổng thống Trump. Ông Lyle Raworth làm việc trong ngành hàng không ở khu vực Atlanta, chờ đợi gần tòa án 10 giờ đồng hồ từ sáng thứ Năm. Ông nói rằng ông hy vọng ông Trump nhìn thấy ông cầm cờ, thể hiện sự ủng hộ. Thống đốc New York kêu gọi Tổng thống hỗ trợ tiểu bang giải quyết làn sóng di dân. Thống đốc Kathy Hochul hôm thứ Năm kêu gọi ông Biden hỗ trợ tiểu bang New York giải quyết làn sóng di dân, đặt một số nhà lập pháp dân chủ vào tình thế khó xử ở tiểu bang và thường được xem là thân thiện với di dân. Trong bài phát biểu công khai hiếm thấy, bà Hochul cho biết rằng bà đã gửi thư cho Tổng thống, đề nghị ông cấp phép lao động cho di dân và cung cấp hỗ trợ tài chánh để giúp chăm sóc khoảng 100.000 người xin tị nạn đến tiểu bang trong năm qua, mà chủ yếu là đến thành phố New York. Trong bài phát biểu tại Albany, thì bà Hochul nói rằng, thực tế là tiểu bang đến nay phải xoay sở mà không có sự trợ giúp đáng kể nào từ Washington. Mặc dù đây là vấn đề quốc gia, là vấn đề liên bang, New York đã phải chịu gánh nặng này quá lâu. Lời kêu gọi công khai được đưa ra sau nhiều tháng đề nghị riêng với Tòa Bạch Ốc. Đề nghị trọng tâm trong lá thư của thống đốc là Tổng thống đẩy nhanh quy trình giúp di dân có được giấy phép lao động. Bà nói rằng hãy để cho họ làm việc. Thị trưởng thành phố New York Eric Adams đã liên tục đưa ra đề nghị tương tự. New York đã luôn hãnh diện về khả năng tiếp nhận di dân, nhưng tiểu bang này vất vả hỗ trợ hàng ngàn người đến trong năm ngoái. Trong đó có nhiều người được Texas đưa đến. Các nhà lập pháp dân chủ tại New York ban đầu có đổ lỗi cho các thống đốc của các chức tiểu bang miền Nam đã gây nên cuộc khủng hoảng, nhưng dần dần xem đây là vấn đề quốc gia mà cần được chính phủ liên bang giải quyết. Cựu cảnh sát bắn chết 3 người tại quán bar của các tay mô tô ở miền Nam California. Một cựu cảnh sát đã bắn chết 3 người và làm cho 6 người khác bị thương khi nổ súng tại một quán bar nổi tiếng của các tay mô tô ở miền Nam California trước khi ông ta bị cảnh sát bắn chết tối thứ Tư. Truyền thông địa phương cho biết tay súng vào quán bar để bắn vợ cũ của ông, người bị thương nhưng thoát chết. Bà là khách hàng quen thuộc tại quán bar và tối spaghetti $8 hàng tuần của quán. Vụ nổ súng xảy ra tại quán Cook's Corner ở Tobacco Canyon, cách Los Angeles khoảng 80 km. Lúc khoảng 7 giờ tối khi hàng chục khách hàng có mặt tại quán bar 145 tuổi, nơi quen thuộc của các tay mô tô và những người yêu thích mô tô. Trong cuộc họp báo, Phó Cảnh sát trưởng quận hạt Orange Jeff Hawklock nói rằng đây là sự việc bi thảm, ảnh hưởng lớn đến toàn cộng đồng Tobacco Canyon. Cook's Corner là quán bar nổi tiếng ở phía nam quận hạt Orange. Cảnh sát lập tức đến hiện trường sau khi nhận được các cuộc gọi khẩn cấp trình báo vụ nổ súng tại quán bar. Họ chạm mặt tay súng, người sau đó bị cảnh sát bắn chết. 3 người khác được tuyên bố tử vong tại hiện trường. Nhân viên cấp cứu đưa 6 người khác đến bệnh viện, trong đó có 5 người bị thương vì trúng đạn. 2 người nguy kịch và những người khác đã ổn định.
Sở cảnh sát Ventura xác định tay súng là trung sĩ John Snowling đã nghỉ hưu. Ông làm việc từ tháng 7 năm 1986 đến tháng 2 năm 2014. Cảnh sát Ventura đang phối hợp với văn phòng cảnh sát trưởng quận hạt Orange trong cuộc điều tra. Về khí hậu thời tiết thì Chicago nay oi bức trong nắng nóng kỷ lục mà có cảm giác như 120 độ F. Chicago lập kỷ lục chỉ số nhiệt hôm thứ Năm sau khi nhiệt độ tại một phi trường mang lại cảm giác như 120 độ F. Phá vỡ kỷ lục trước đó hồi tháng 7 năm 1995 trong đợt nắng nóng mà làm hơn 500 người thiệt mạng ở thành phố. Giá trị chỉ số nhiệt độ đo lường cảm giác của cơ thể người với thời tiết khi kết hợp độ ẩm và khí hậu không khí. Đợt nắng nóng trên khắp khu vực vùng Midwest và miền Nam đã làm giá trị chỉ số nhiệt tăng vọt lên 3 con số trong tuần này, khi 98 triệu người được cảnh báo nắng nóng vào hôm thứ Năm. Kỷ lục chỉ số nhiệt 118 độ trước đó ngày 13 tháng 7 năm 1995 của Chicago giữ nguyên gần 3 thập niên. Tuy nhiên khoảng 3 giờ chiều thứ Năm thì chỉ số nhiệt 120 độ F được ghi nhận tại phi trường quốc tế O'Hare đã trở thành con số cao nhất trong lịch sử thành phố. Đợt nắng nóng do vòm nhiệt gây ra giữ không khí nóng tại trên khắp khu vực miền Trung Hoa Kỳ. Nhiệt độ nóng hơn bình thường 20 độ F và được ghi nhận từ khu vực Upper Midwest cho đến vùng Gulf Coast, với chỉ số nhiệt là trên 100 độ F tại Missouri, Iowa và Illinois. Các thành phố trên khắp miền Nam Hoa Kỳ cũng đang trải qua đợt nắng nóng và nhiệt độ hôm thứ Năm lên đến 105 độ F tại Houston, 106 độ tại Dallas và 101 độ tại Memphis, Tennessee. Quận hạt Maui kiện điện lực Hawaii vì cẩu thả dẫn đến hỏa hoạn. Quận hạt Maui, Hawaii hôm thứ Năm đã kiện điện lực Hawaii cáo buộc công ty điện lực hành động cẩu thả khi không ngắt thiết bị, mặc dù cảnh báo gió mạnh có thể làm đứt dây điện gây ra cháy rừng. Quận hạt cho hay dây điện đứt gây ra các đám cháy rừng phá hủy thành phố Lahaina, làm cho ít nhất 115 người thiệt mạng và hàng trăm người khác mất nhà cửa. Quận hạt nói rằng công ty điện lực và công ty con điện lực Maui có nhiệm vụ quản lý dây điện theo cách an toàn và đã được cơ quan thời tiết cảnh báo nguy cơ cháy rừng cao trước khi các đám cháy rừng bùng phát. Đơn kiện cũng cho biết nhiều báo cáo cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở khu vực và rằng công ty điện lực biết rõ nguy cơ cháy rừng ở quận hạt trong những tháng mùa hè khi nhiệt độ tăng cao, gió mạnh và độ ẩm thấp. Theo quận hạt, thiệt hại nghiêm trọng từ cháy rừng lẽ ra dễ dàng ngăn chặn nếu công ty điện lực thực hiện kế hoạch cắt điện. Đơn kiện động lên tòa án tiểu bang yêu cầu bồi thường thiệt hại để bồi thường cho những thiệt hại của quận hạt trong đợt cháy rừng, như thiệt hại tài sản và chi phí dập tắt đám cháy. Ước tính thiệt hại sơ bộ lên đến 5 tỷ đô la trong đám cháy thiêu rụi thành phố Lahaina. Vụ kiện của quận hạt diễn ra sau khi các cổ đông của công ty điện lực hôm thứ Năm nộp đơn kiện của họ lên tòa liên bang ở San Francisco, cáo buộc công ty không công bố những tin quan trọng về ngăn chặn cháy rừng và các biện pháp an toàn. Trong khi đó, thống đốc California ông Gavin Newsom công bố chương trình cho vay dành cho các bệnh viện gặp khó khăn. Thống đốc Newsom hôm qua công bố rằng để giữ cho các bệnh viện cộng đồng tiếp tục được hoạt động, California sẽ cung cấp khoản vay gần 300 triệu đô la cho 17 bệnh viện trong tiểu bang, trong đó có một số bệnh viện tại khu vực Bay Area. Do dịch bệnh COVID nên các bệnh viện trên toàn quốc và trên khắp California đối diện một khó khăn tài chính nghiêm trọng, buộc một số phải đóng cửa và một số khác đứng bên bờ vực ngừng hoạt động. Nhiều bệnh viện trong số này nằm ở các khu vực nông thôn của tiểu bang, phục vụ người thu nhập thấp và cộng đồng da màu. Chương trình cho vay bệnh viện gặp khó khăn mà được lập ra theo dự luật AB 122. Đặt mục tiêu bảo đảm rằng tiếp cận các dịch vụ y tế cần thiết này bằng cách cung cấp khoản vay không lãi suất cho các bệnh viện công và bệnh viện cộng đồng. Hồi tháng 5, ông Gavin Newsom có công bố 150 triệu đô la cho chương trình, nhưng sau đó tăng gấp đôi ngân sách. Dân biểu Esmeralda Saria cho biết rằng bà rất biết ơn với cơ quan lập pháp và thống đốc vì đã hành động nhanh để bảo đảm các cộng đồng dễ bị tổn thương trên khắp California có thể tiếp cận chăm sóc y tế khi họ cần. Trong khi chương trình đã nhận được 30 đơn xin vay, cơ quan tài chánh, cơ sở y tế California và cơ quan tiếp cận chăm sóc y tế và thông tin, hai đơn vị phối hợp thực hiện chương trình,
ưu tiên các bệnh viện đang gặp khó khăn tài chính lớn nhất, có nguy cơ đóng cửa cao nhất và có kế hoạch cụ thể để tiếp tục hoạt động và phục vụ cộng đồng. Và đó là kết thúc phần tin Hoa Kỳ. Sau vài phút quảng cáo sẽ là phần tin quốc tế.